Chào các bạn, mình là Khiêm, hiện tại đang quản lý điều hành của website Kho Nông Nghiệp. Thì bữa rày bên mình có cho ra nhiều rồi cái combo phát triển và tăng kích thích tăng trưởng bộ rễ cũng như là kích thích ra hoa. Thì hầu như những cái combo pha phân thuốc bên mình đều là được tích góp từ kinh nghiệm của nghệ nhân Tấm Ngọc. Thì thông qua những cái lớp học đó, bên mình sẽ biên soạn lại những cái combo đó riêng của thầy. Thì bữa nay mình sẽ nói riêng về cái hàng chai Decamol này, tại vì hầu như trong mọi những cái bộ combo kích rễ hay là phát triển cây của thầy Tám Ngọc đều có nói tới, đều có cái sự góp mặt của cái thằng này. Thì cái thằng này là tại sao mà nó lại có mặt nó, thì bữa nay mình sẽ nói riêng về hàng này đó, nó để một cái video review này riêng. Thì trước đây thì thầy Tám Ngọc có sử dụng qua một cái thằng, nó là thằng Atonic. Thì thằng Atonic với thằng Decamol, hai thằng này nó đều là một dạng là phá vỡ nguyên trạng của cây, giúp cho cây nó phát triển mạnh hơn. Tại phát vỡ nguyên trạng là sao, là giống như là bạn đang sử dụng một cái cây đó, bạn trồng một cái thời gian dài, tuy nhiên mà nó cứ đều mình, tại vì mình có thể mình trong cái quá trình mình tưới, mình có thể mình tưới phân quá, nó không có một gọi là cái sự thay đổi, cũng như là mình cứ tưới đều như thế này thì cái cây nó tình trạng là gọi là lần phân lần thuốc, nó sẽ không gọi là nó không có hấp thụ được như tốt như là những cái cây mà nó có sự thay đổi phân thuốc nhiều. Thì với lại trồng cũng có nhiều một số cái lý do khác nữa, nó khiến cho cái cây của nó mình trồng hoài nhưng mà nó lại không phát triển được như mình mong muốn, như cây người ta nó cứ bình. Thì những cái loại hàng như Decamol như hay như với hàng Atonic thì nó sẽ phá vỡ cái nguyên trạng của cây đó, nó không có làm cho cái cây của nó sẽ đâm chồi nảy mầm ra rễ một cách bứt phá hơn. Thì hàng này thì cái này đây mình nói đây, thuốc điều hòa sinh trưởng giúp cho cây trồng sinh trưởng và phát triển nhanh. Này á, Decamol kích thích sự nảy mầm ra rễ, đâm chồi chỗ đồng loạt. Cái này bộ rễ lúa, thì cái này do này đó giờ bên mình có nhận được nhiều phản hồi là tại sao cái bán phân thuốc mà trồng cho lan nhưng mà trên cái cây cái chai nó không có bất cứ một cái gì mà gọi là cho biết là sử dụng được trên lan. Thì như mình nói luôn, cây lan hiện tại trên Việt Nam thì mình thấy là cái thị trường chung là hầu như là nó không có, nó rất là ít cái loại thị trường mà phân thuốc dành riêng cho lan. Lan là hầu như bây giờ là mình thấy là cho như mình muốn bán là gần như 80% là mình chỉ có xài ké thôi. Thì nó là với lại là nếu như mà trên thường như những cái trên cái chai thuốc này á của mình á, lúc nào nó cũng sẽ có nhiều một hai lúc nó ghi cái công dụng trên này, lúc nào nó cũng sẽ có thêm một nhiều cái công dụng phụ khác nữa, nhưng mà trên do là nhiều cái vấn đề như khai báo thuế hay tất cả các nó như vấn đề khác chung thì nó sẽ không có ghi trên này quá là chi tiết. Thì bên mình tất cả đều đã được sử dụng thử nghiệm hết trên giường, cũng như là thông qua kinh nghiệm của thầy Tám Ngọc thì bên mình mới dám cung cấp và bán cho các bạn, chứ không phải là cứ bạ đâu mà lấy đó là xài. Thì cái này là ghi cái công dụng trên cái liều sử dụng trên này, thì cây trồng lúa thì bạn có thể sử dụng là 30-10 lít nước. Tuy nhiên thì khi sử dụng cho cây lan thì các bạn nên sử dụng cho 1-2 ml/10 lít nước thôi nha bạn, không xài tới 3 ml nha. 3 ml là khá là nhiều, còn đối với lại Decamol này thì 1-2 ml thôi. Còn nếu như mà các bạn sử dụng nó đi kèm với những cái bộ combo như bên mình bán, như là Decamol phân cá Super Thai rút tép các kiểu gì đó, thì nó sẽ bên mình sẽ cung cấp cái liều lượng khác để cho các bạn pha theo đúng y như thầy Tám Ngọc, cũng không có được mà mình tự mình chế nha các bạn. Tại vì cái hàng này là nó phá vỡ nguyên trạng của cây, nếu mình sử dụng mà quá liều nó có ảnh hưởng rất là nghiêm trọng cho cây đó. Rồi, thì mình xin cảm ơn các bạn. Thì là cái mình hiện tại cái này là cái chai này hiện đang cung cấp là tại Kho Nông Nghiệp, thì có giá 90.000 một chai nha, 100 ml ha. Các bạn nếu mà cần mình hỗ trợ về kỹ thuật cũng như là cách sử dụng, công thức, tất cả những cái gì về vật tư phân thuốc choáng cho lan đều liên hệ với lại website kho nông nghiệp.com, liên hệ qua số 0903 194577.
Hiện tại kho nông nghiệp này cũng còn hoạt động dưới công ty của Mai Huy, tuy nhiên là hai mảng đã đang dần tách biệt nhau, cho nên các bạn muốn mình hỗ trợ vui lòng gọi bên kho nông nghiệp giúp mình. Xin cảm ơn các bạn.